Tôi là Thắng, chuyên gia tư vấn đóng gói của Đóng Gói Tiết Kiệm. Hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em cuộn xốp bóng khí khổ 20cm bằng gang tay này. Sản phẩm của chúng tôi thì là cuộn xốp có chiều dài 100m. Đây ạ. Phù hợp với đóng gói các mặt hàng như là mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng nhỏ, đồ gỗ mỹ nghệ hoặc các loại sữa bỉm, đồ chơi trẻ em, linh phụ kiện máy tính, đồ điện tử. Anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Đóng Gói Tiết Kiệm 0839575757. Chúng tôi có thể tư vấn miễn phí về các giải pháp đóng gói nếu anh em có nhu cầu. Tôi xin nhắc lại là vui lòng liên hệ Đóng Gói Tiết Kiệm, tổng đài 0839575757. Xin cảm ơn.